khi tớ 12 tuổi, tớ đã suýt nữa là công khai xuyên tín dụng cho bố mẹ. Bố mẹ tớ đã lôi tớ ra phòng khách và bố tớ có đánh tớ. Mình nghĩ là có hay về là hết, ngày mai sẽ chết. Và thậm chí chị đã từng mua thuốc về để tự dặn. Bản thân mình lúc đó đã tự dằn vặt và không biết liệu mình có phải là cái gì đó rất sai trái hay không, liệu mình có đang làm xấu xã hội mình hay không, liệu mình có đang làm xấu mặt gia đình hay không.